Quyền Linh và Lê Lộc xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta cùng gặp nhau trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con quen đứa nào dẫn về đâu mắc coi coi được không? Mắc cưới vợ cho mà không tiền mà lúng liều. Cưới 12 năm rồi chứ bệnh không? Trời đất, không nghĩ là bệnh cái lupus, tại mình không hiểu biết về cái bệnh đó đấy. Chạy thận 3 năm. Con trai bả cho con gặp con tôi chắc nó bỏ mất tiêu quá. Rồi sau này bệnh mà chuyện nó biến chứng qua cái thận là khóc hoài chứ khóc hoài giờ cũng hết nước mắt để khóc rồi. Tôi hỏi con vô thuốc vậy ngày 8 lít vậy mày vô vậy mày chừng nào hết. Nó con vô chừng nào chết thôi. Dạ, dạ. Chào cô. Chào cô. À, chào em dạ, gái. Chào chị ạ. Mời cô ngồi ạ. Dạ, cô là quê ở đâu? Quê cô Bến Tre. Bến Tre. Giờ cô ở đâu? Giờ cô ở quận 8. Có gia đình ở quận 8. Vậy à, cô có mấy người con? Ba. Ba người con hả? À. Này dâu lớn. Ba người trai hay à, giữa thằng gái. À, tức là thằng Út. Vậy là hai dâu và à, đâu à, chưa có thằng Út chưa có dâu. Thì sắp tới sẽ có. Thôi chưa. Cô sợ dâu lắm hay sao thôi chưa? Không ấy sợ mà cô phải từ từ. Từ từ ha. Ừ. Dạ, em chào chị. Em chào xin mời chị giới thiệu về mình ạ. À. Chị tên Lê Thị Thúy Liễu. Dạ. Năm nay chị 38 tuổi. Quê chị ở Gò Công á. Dạ. Có gia đình má trên đây. Chị làm dâu của mẹ 12 năm rồi. À, 12 năm. Không biết chị có mấy cháu rồi ha? Chị ba cháu. Đó. Trời ơi. Chị 12 tuổi rồi. À, bé nhỏ nhất. Bé nhỏ nhất 5 tuổi. Trời ơi, nói em nghe anh có hai đứa thôi. Mà anh lo mệt, tôi nói mệt không, lắm. Không, tại vì dở kế hoạch á, chú Linh. Chưa còn có thể dở kế hoạch, còn bây giờ kế hoạch ta phải tính toán chứ. Tại bệnh á, cái giọng như cái dạng mà không đều nên không biết. Bây giờ là dở kế hoạch, 6-7 tháng mới biết có bầu, không có bụng luôn á. Trời đất ơi, nó điều kỳ lạ gì không biết nữa. Ba cháu ngoại ở chung với cô luôn? Ở riêng cô. Ở riêng hả? Hồi đó cưới nhau là mình ở Bến Tre hay là mình lên Sài Gòn luôn? Ở quận 8 luôn. Quận 8 luôn hả? Dạ. Quận 8 hiện giờ cô ở với ai? Ở với ông xã với thằng Út á cô. Cô làm công việc gì? Tôi mua dây chai. Ông chạy xe ôm mà giờ ế rồi cái ông dạy đi qua bên bảo vệ tối ông làm 4 giờ rưỡi ông làm tới 10 giờ được 100. Cô gặp cô con dâu tương lai đó. Cô có ấn tượng gì cô gái này không? Trai cô với dâu hai đứa làm chung công ty. Cô nói con quen đứa nào dẫn về đâu mắc coi coi được không? Mắc cưới vợ cho mà không tiền mà lúng liều. Cái dẫn về mắc hơn lũng vừa ý. Vừa ý thương. Ha? Vừa ý dâu gì cô? Dâu mình như con gái vậy thôi. À, nhưng mà vừa ý gì? Thương nó thấy nó hiền hậu rồi thấy thương vậy thôi. À. Dự ý ngay từ lúc đầu luôn. Lúc đầu luôn. Vậy là ngon rồi, về cô dâu ngon rồi. Cưới 12 năm rồi chứ bệnh không? Cưới 12 năm rồi chứ bệnh không? Trời đất. Bệnh tới giờ luôn á. À dạ. Bệnh gì cô? Mới đầu thì nó khớp. Khớp nó bị lupus đó chứ Quỳnh Linh. Lupus ban đỏ hả? Hả. À. Nó qua bên Chợ Rẫy nằm cả tháng á. Rồi đầu cổ mà móng tay móng chân tróc hết trơn. Lột như da rắn. Móng tay móng chân tróc hết trơn. Lột như da rắn hàng khi cô nói ổng. Sao chứng bệnh kỳ quá, cô không biết làm sao với nó. Chứng bệnh là cái hệ miễn dịch nó. Ra vô nằm cả tháng rồi giao cô mấy đứa con cô giữ, cô mệt chứ. Nhưng mà em có biết em bị lupus ban đỏ không? Không, hề biết lúc khỏe mạnh lắm chứ không lên. Xong mới phát hiện. Phát hiện lúc nào? Phát hiện lúc sanh bé đầu á, uống thuốc đều đặn mỗi tháng ở Chợ Rẫy. Bây giờ cũng đâu còn gì sanh, chạy thận rồi đó, đó là lupus luôn, chạy thận rồi. Đó là lupus luôn, chạy thận rồi. Biến chứng á, Bê Lộc. Cái ngày đó em về em gặp bà già chồng nè. Em thấy bà già chồng sao? Cũng sợ nên gặp á. Sợ gì? Cứ nghĩ nói có chồng, chồng khó cũng sợ lắm. Gặp má thì má dễ lắm. Em có biết là ông già chồng mình chạy xe ôm, bà già chồng đi bán đi mua dây chai không? Dạ biết. Biết hả? Dạ. À, rồi em có tính tới con đường tương lai mình nó sẽ khó khăn thế nào không? Em cũng không nghĩ khó khăn tại mình thương chồng. Tại vì khi mình định dạng được cái việc đó đó, dạ, thì chúng ta sẽ sinh con chậm lại, dạ, hoặc sinh một đứa con thôi. Bởi vì cái hoàn cảnh gia đình ông bà già chồng khó khăn nè. Lúc đầu em làm công ty không có bệnh thì làm công ty, sau này bệnh thì nghỉ không có làm. Ông chồng là làm gì? Làm tài xế lái xe cho công ty thiết bị y tế. Thì nếu mà chúng ta tính ngay từ đầu đó, cho thể sinh ít lại thì nó giảm được cái sự khó khăn, đặc biệt khó khăn cho em đó. Hồi lúc đầu á không nghĩ là bệnh cái lupus, tại mình không hiểu biết về cái bệnh đó đấy. Kể cô nói Quyền Linh nghe, nó bệnh đó xong rồi cái nó qua lau xương nữa,
nó xương cái mục nó nổi giờ 4 mục vậy đó. Dạ, đúng rồi. Đi mổ, qua chợ Rẫy mổ, mổ về nằm nhà thương lao cả tháng á. Hồi nãy nghe chị nói là phải chạy thận hả chị? Chạy thận 3 năm. Trời đất ơi. Đấy, có thẻ bảo hiểm không em? Dạ có, nhưng mà bảo hiểm nó cũng không có như phần, tại có 80% mà. Cô ơi, lúc mà lấy vợ cho con trai về đó thì cô này về làm dâu cô bao lâu, tức là ở nhà chung bao lâu? Nó cả năm mà nó đi làm công nhân có làm dâu cô đâu. Rồi cô nó giao con đó, rồi cô chừng đi làm công ty không mà chừng nào có bầu xong rồi từng sanh mới nghỉ được có mấy vài tháng là sanh luôn đó. Rồi xong bé khoảng mấy tháng là đi ra má cho ra ngoài ở nhà bà dì á. Vậy đâu có làm dâu đâu đúng không? À không. Trời ơi. Vậy cô đúng thương. Dạ. Nghe con dâu như con gái cô. Dạ. Mà khi nó bệnh vậy cô lo. Tôi bệnh mà má khóc dữ lắm. Bệnh mà cô sợ lắm. Đủ thứ tiền hết á. Dạ. Cô nói mệt quá, không biết sao giờ. Cái ở xóm mà đi, con trai bà ở nhà con gặp con tôi chắc nó bỏ mất tiêu quá. Bệnh 12 năm không? Nhưng mà chị, những cái lúc mà chị bệnh như vậy rồi chị sinh con á, có khi nào chị rơi vào cái tình trạng nguy hiểm không? Ở lúc sinh bé đầu á thì rất là khỏe mạnh, sinh thường bé 3.4 kg lận. Xong bé được 3 tháng là bắt đầu phát bệnh lên đó. Xong rồi vượt qua thời gian đó bắt đầu khỏe lại nhưng mà vẫn... Có bầu là cô sợ. Vậy sao cô không khuyên, lúc có bầu cô không khuyên? Cô đâu có biết. Vậy lúc làm đám cưới đó cô, kinh tế nó khó vậy làm đám cưới thì sao? Thì đám cưới thì để cô kể cho Quỳnh nghe. Ở xóm đó, rồi bà mua trai cưới dâu hay ạ. Mà hồi đó bà già sống á, thì bà cho lũ bông. Thì bà chị, bà nói thôi mày làm đi, có thiếu thì tao cho mày mượn. Mà lũng hồi họp. Hồi họp thiếu không biết lấy gì trả nữa. Thì cái chị em thì cho mượn thì từ từ trả lại. Dạ, yeah. Gia đình của em ở Bến Tre, ở Gò Công đó, làm gì? Cũng làm nông không à, chú ơi. Rồi đám cưới là tổ chức ở Gò Công hay là ở quận 8? Ở Gò Công rồi lên đây cũng làm luôn. À, nhà có mấy anh chị em? Nhà có 4 người. Là em thứ mấy? Em Út à. À dạ, em Út hả? Thật ra là cái hoàn cảnh này khó khăn đó. Mà có 3 đứa lại càng khó khăn mà giờ gặp cái căn bệnh này nữa. Mỗi mà nó bệnh cô sợ lắm. Mấy đứa nhỏ ở nhà cô chăn ăn uống thì sao cô đi mua bán. Cô sợ, mỗi lần nó khỏe là cô mừng. Nhưng mà ba cháu là ở với chị hay là ở với bà? Ở với chị. Từ lúc làm dâu giờ nó có nấu nướng gì? Thì đúng nấu cho ăn. Ngon không? Nấu ngon. Ngon. Nó có phụ đi đẩy xe mua da chai gì không? Nó bệnh gì sao đẩy? À. Mình cô đẩy thôi. Dạ. Yeah. Cô đi vậy mấy bạn bác thương kể cô mạnh nhiêu ăn nhiêu đi. Bữa nào khỏe thì cô đi nhiều, ít thì mệt thì cô đi ít. Ừ, giờ cô nhức lắm. Cái chỗ nào mệt thì cô ngồi nghỉ. Mà cô đi bán gần nhà không cô hay là? Thì đi tùm lắm đó con ơi. Dạ. Yeah. Đi cầu mật cầu chú y đi tùm lắm á. Đi cái này là phải đẩy xe đi. Đi bất kỳ nơi đâu mà có cái đi một vòng vậy. Khi đi khi thôi. Có nhiều khi có ít không chừng. Ngày kiếm được nhiêu cô? Khi 100, khi mấy chục, khi 200-300 không chừng Nguyễn lên đây. Tùy bữa cô hả? Ừ. Dạ. Sinh xong bữa đầu là đi làm cũng được mấy tháng lại á. Và cứ mệt vậy hoài à. Cái đi vô bệnh viện hết, bệnh viện này, bệnh viện kia người ta chưa phát hiện ra. Mới vô Chợ Rẫy giống như nó nghỉ sốt là đi vô nhiệt đới rồi này kia, đi nhiều bệnh viện lắm. Bệnh viện cuối cùng là Chợ Rẫy đó. Nặng lắm rồi, có cái lúc đó mình sợ không? Cũng sợ lắm. Tại vì mình đâu nghĩ, tại lúc mình gái mình khỏe lắm, mình đâu có nghĩ là lúc mình sanh ra mình đến nổi vậy đâu. Yeah. Rồi sau này bệnh mà chuyện nó biến chứng qua cái thận là khóc hoài, giờ cũng hết nước mắt để khóc rồi. Tại vì mình nói xưa mà viên thuốc tây mình cũng không uống nữa mà sao tự nhiên sanh xong mình nó vậy. Mỗi lần nó alo nhập viện khúc cấp rồi cô mệt thì chạy đi kiếm mượn tiền. Cái ba mượn xong ba chạy em vô. Rồi hổm qua bên Nguyễn Thị Phương tưởng chết rồi, giật. Giật sáng đêm mình mấy nó giật, nó không nói chuyện, ngậm họng cứ ngắt. Cái bụng nó viêm á, nó viêm cái ống á, để chổng á. Bị ngày nó vô 8 lít đạm. Chuyện nhiều bệnh lắm. Ừ, nó nhiều bệnh lắm. Tại vì nó không còn kháng sức đề kháng nữa đó. Chồng con nhìn không ra nữa, không nhớ ai. Trời ơi, thấy ghê vậy chị. Sống biết bao nhiêu năm mà không nhớ, cứ dòm trân trân vậy. Con cũng nhớ. Dù thấy con dâu vậy. Ừ, cô khóc nghe không bà chị bà nuôi bà kể lại thôi à. Bà nói chèn ơi, má chồng ngồi khóc quá chừng, mày không biết gì hết trơn. Mày đâu biết đâu. Cô cầu anh nó mạnh nhỏ, nó chăn con, nó dòm con được rồi. Cô có biết cái bệnh này không? Cô không biết.
đâu có biết đâu. Phải biết cô không cưới đâu, phải biết cô không cưới đâu. Thiệt. Cái bệnh gì nữa, 12 năm gì đủ 12 năm không? Cưới gì là lùng bệnh luôn tới giờ á. Nói sợ nó buồn chứ thương. Con thương lắm á. Thương chứ, đi mua bán dây chai mà đi mượn tiền lo cho con dâu thì thương quá đi chứ. Sao không thương được? Cái chai mượn nhỏ em 5 phần. Nhưng mà con hỏi thiệt là 12 năm chị bệnh liên tục vậy thì cô mượn tiền hoài luôn. Chứ thằng trai nó mượn phụ nó đi góp. Nhưng mà hỏi thiệt cô là hiện tại cô có mắc nợ gì không? Bằng mỗi ngày ăn mỗi ngày à. Còn thiếu nợ ai ngoài nữa không? Mắc nợ thì có chồng chị mắc nợ chứ má cũng mắc mượn. Nó mượn vợ bệnh. Mượn say sở rồi này kia đó. Thường con thấy là người ta cứ dâu về sẽ được con dâu lo một phần nào đó phải không cô? Mà cô thì con thấy cô lại phải vất vả nhiều hơn nữa. Những khi đúng buồn, những khi suy nghĩ nó không phải là mình vui. Tôi hỏi con vô thuốc vậy ngày 8 lít vậy mày vô vậy mày chừng nào hết. Nó con vô chừng nào chết thôi. Cái đâu tới thì cô không sao giờ. Đơn giản chạy thận nhưng mà cái làm cách thẩm phân á. Thẩm phân dạng mình có cái bịch nước á về mình đem vô. Rồi lúc trước chạy cái đó cái bụng nó bự to vậy nè, còn hơn có bầu 8 tháng nữa. Chạy được 2 năm mấy á. Rồi cái nhiễm trùng cái bụng đó rồi mới rút cái ống ra rồi chạy thận, mổ tay chạy thận. Chạy cũng được 2 năm nữa. Cực lắm. Cái nó khi nó buồn buồn nó không dám nói vợ nghe. Sao con cưới vợ thì xui quá má ơi. Bệnh không? Nghe nói là định đẻ nữa hả? Suy thận rồi đâu đẻ được. Giờ chỉ đợi tới ngày chết thôi chứ đẻ gì nữa. Trời ơi, chị nói vậy rồi chị ba đứa con. Mà chị nói vậy rồi sao? Nói thật lòng luôn á, giờ người ta ai cũng nói chạy tới đâu tới đó chứ đâu có nghĩ là còn sức khỏe lâu đâu. Tại cái lupus này á, tại mình không có miễn dịch nữa. Nó biến chứng cái nào mình phải chịu cái đó thôi. Ví dụ qua tim, qua này kia là phải chịu thôi chứ đâu có chữa được. Giống như con ho là ho hoài, không có khả năng miễn dịch. Cứ uống thuốc lupus mỗi ngày vậy đó. Uống thuốc lupus mỗi ngày là nó có hại nhiều thứ lắm. Bác sĩ giờ cũng phải cho uống. Không uống là không được. Rồi ba đứa nhỏ sáng ai đưa đi học, chiều ai đón về? Giờ em cũng sáng thì cha đưa đi, rồi trưa mẹ không đi chạy thận thì mẹ rước. Rồi mẹ đưa luôn cả ngày, nấu cơm, nấu nước vậy. Vậy đó hả? Dạ. Coi như là bà già chồng vừa lo cho mấy đứa nhỏ vừa lo cho em. Thật ra là khổ tâm lắm á. Nằm đêm suy nghĩ sao cô? Vậy cô nói ngày nào hay nấy cô mới sao? Tới đâu? Tới đâu đó. Cô thấy dịch này. Quýt này thấy chết nhiều quá, thấy cô cũng sợ luôn chứ. Cô mong con dâu nó khỏe mạnh, nó chăm con là cô mừng à. Tại vì má mắc giữ mấy đứa nhỏ không có vô chăm được. Chỉ có chị ruột chăm. Nhưng mà má thì lo cơm nước này kia. Má chăm mấy đứa nhỏ cũng mừng rồi. Bây giờ nếu mà nằm cũng không ai lo. Khó đó. Qua câu chuyện này chúng ta thấy được rằng là cho dù anh có giàu có thế nào nữa, miễn anh có sức khỏe, không có sức khỏe là không làm được gì hết. Vậy thì sức khỏe nó quan trọng lắm. Xưa mình làm mình không có dành dụm gì hết đó cô ạ. Dành dụm gì dưới quê lên. Thế hồi đi ghe, đi củi đúng cực khổ lắm. Đi bằng đủ thứ chứ nè con ơi. Rồi con trai Út á giờ sao? Trai Út nó bằng thất nghiệp hoài. Giờ nó đi làm chở hàng bỏ mối lại trong công ty, chở bỏ dầu, sạp bông gì đó. Ăn chiến gì đó. Đúng thất nghiệp. Chở xe tải hả? Xe ôm á. Dạ. Rồi cái chuyện mà quan tâm giữa mẹ chồng nàng dâu nó có tốt không? Ngày nào cũng nói chuyện với nhau hay là... Thì đúng điện hỏi thăm khỏe ha. Má hay điện lắm, tại vì ở riêng mà. Tại vì đông, mấy đứa nhỏ đông rồi ở nhà bà dì, bà ruột á. Phải có nhà, phải cho mượn ở. Suốt cái khoảng thời gian mà chị về làm dâu đó, có bao giờ mà cô thấy chưa hài lòng với chị điểm nào không? Không, cô hài lòng hết. Tại vì nó đi làm cực á. Thì hơi nó để con nhà thì cô căng. Không có sao, cô không có tính nghĩ ngợi á. Rồi chị có những cái lúc nào đó quan tâm đến cô chưa? Cô còn nhớ không? Đúng, mẹ con chứ cô không có suy nghĩ gì tới hết. Có lâu lâu lũng mua này mua như cho cô. Mà từ ngày nó bệnh là thấy đủ thứ năng đề cô cũng mệt. Chứ luôn quan tâm cô, thằng trai luôn quan tâm. Dạ. Có điều gì mà em thấy chưa hợp với mẹ chồng của em không? Má quan tâm nhiều quá em cũng thấy nhất. Tất cả đều hợp hết, má lo hết. Giống như là cơm nước, giống như lúc mà đi làm thì má ở nhà má cũng lo hết. Rồi lúc mà bầu bì cuối kỳ rồi ở nhà ăn uống là má cũng lo hết. Giống như mỗi lần đi bán về là bắt đầu má mua này kia cho ăn.
uống nước mía mà một lần của mua 2-3 bịch. Má nói uống có bảo em bé uống nước mía cho nó khỏe, lúc đó chưa có bệnh đó. Má thương lắm, đi bán về là cũng mua gì cho ăn. Lúc về làm dâu năm trời ở chung vậy đó, có khi nào cãi nhau tranh luận gì không? Không hề, không hề cãi nhau gì hết. Lúc có bầu thì ai đưa đi đẻ? Đứa đầu thì anh chồng đưa đi đẻ, còn đứa thứ hai thì vợ ối đó má đưa. Anh đi làm đâu về kịp, vợ ối là kêu taxi liền, nhảy lên là đi má liền. Đưa vô. Dạ, má đưa má vô. Chăm tốt không? Má chăm tốt. Má lúc đó còn khỏe, mình lớn, lúc mà sanh về má cũng chăm em bé đó, tắm rửa rồi này kia, nằm xong, nằm đồ, nằm lửa rồi đó, phân lửa rồi má làm hết. Cô thấy cái cách chị chăm ba cháu nội đó, có vừa ý cô không? Vừa ý, đám vừa ý cô bỏ à. Nhưng mà có cái... Cô cực. Nghe hả? Mà nó sanh này cô đúng sợ nha. Hai đứa này không có lây bệnh không, cô sợ lắm. Đấy, chị sợ nó cái gen di truyền. Cô sợ đó. Rồi sau này nó khỏe, nó chăn, nó mệt, cô chăn cô mệt á. Lấy chồng từ năm bao nhiêu tuổi? Năm 2009. 12 năm. 12 năm lấy chồng vậy, thật ra chỉ có khổ vất vả thôi, đâu có gì sung sướng đâu. Tại tối ngày chăm chú rồi lo bệnh, không? Thật ra khi mà ta nói phú quý sinh lễ nghĩa, khi khó khăn quá thì cũng chẳng có lễ nghĩa gì kệ nữa, tới đâu hay tới đó. Như cô giờ sao cũng được hết, như em giờ sao cũng được hết trơn. Miễn sao có sức khỏe là được rồi, không có sinh lễ nghĩa gì nữa, không có hơi hợp nhau hay cãi nhau hay gì nữa trơn. Thôi rồi đừng cãi, đừng buồn giận, những thứ sức khỏe là được rồi. Cô ơi, cô có nhớ là cái lần mình vui nhất gần đây là cái gì không cô? Vui nhất á hả? Dạ. Vui là thấy cô thấy mừng với con cháu nó mạnh giỏi là cô mừng à. Cô vui. Cái gì hết trơn á. Cô mừng mà cô mệt mà cô vui. Rồi cô đi đẩy cái xe ba gác đó, đi hàng ngày vậy rồi có khi nào thiếu tiền không? Có tiền. Không có tiền thì để đó về kiếm tiền, để mấy ngày gần gần đó mượn. Gần gần á cô đi mua người ta thương. Rồi ông xã ăn tháng được 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu. Ngày ông bằng được 1 trăm. Ông đưa cô nhiêu? 5 chục. Còn 5 chục ông ấy để đủ xăng chứ. Cũng được rồi, có đưa là cũng ơi. Mừng lắm rồi á. Hôm qua ổng à, ổng mới bo được 3 ngàn. Trời ơi, bo được 3 ngàn. Làm gần gần bên Kỳ Vũ á con. Nó làm quán ăn cơm Ấn Độ bắn cơm này, ông ngồi những xe vô ra vô ra. Ổng mới dẫn cái tay chân nhất gần kết. Sao bo có 3 ngàn trời. Bị Quyền Linh biết không? Ổng đi, ổng tiểu đường, ổng bệnh tiểu đường đó, rồi ổng mệt. Hôm mà dịch á, đường ổng lên 3 năm 85. Trời đất ơi, chết. Ổng đi vô trạm nhà thương bắt tét để tốn tiền thôi, mua thuốc ngoài uống. Rồi sau này ổng mới vô nhà thương Nguyễn Đi Phương, ổng lấy thuốc uống nó khỏe. Sao ông nào ổng bo có 3 ngàn? Ổng lấy bo được 3 ngàn. Bo gì mà nhiều dữ vậy? Ông nào bo 3 ngàn coi lại coi, bo dữ vậy trời. Bo vừa phải thôi chứ bo có 3 ngàn hả? Tha thôi được khỏi bo cho rồi. Không gì em kể. Thôi chia bà 50. Tôi góp ý cái ông bo 3 ngàn đó nha. Chia bà 50, 50 đủ xăng nha. Tình già đó. Thật ra đây là câu chuyện tình già phải không? Tức là miễn sao có tình cảm vui được rồi. Cô hả 3 ngàn bo về không, khoe nó. Ổng lấy điện vui à. Vấn đề quan trọng thế nè. Bây giờ tìm niềm vui trong cuộc sống đó, trong gia đình em. Em gái trong gia đình có gì vui nè, kể anh nghe coi. Tôi ít ở chung với má lắm. Gia đình em á là có gì vui nè? Vui thì cuối tuần thì cha nó ở nhà đó, thì chở mẹ con cứ đi, như đi ăn nhỏ vậy đó. Ba đứa chở sao cho hết? Giống như là gần nhà thôi, cha nó chở hai ở đây luôn. Ông bé lớn giờ nó bự lắm, chở đi không có đủ. Vậy mốt kêu ông nội qua chở tiếp quận. Chở bé lớn với thằng giữa đi trước rồi quay lại chở mẹ với thằng nhỏ đi sau. Cũng ở gần nhà mẹ chồng đúng không? À gần. Vậy thì cũng rủ hai ông bà luôn. Có rủ thì lâu lâu má cũng có công chuyện riêng má đi rồi. Thằng giữa biết nó nói sao? Thôi cha mới mốt cha sắm cái chiếc xe mà không có đồ lái chứ có cái ấy không, rồi cha gắn ở xe sao cha cho mẹ với con ngồi đó, cha một mình cho chạy. Xe kéo hả chú? Xe kéo, xe lôi kéo. Thì đó. Trời ơi, tội nghiệp không? Nói vui chứ thật ra đó là một trong những cái điều mà tất cả mọi người nhìn vô đều xót xa hết. Nãy giờ Quỳnh Linh muốn nói vui để chúng ta quên đi những cái nỗi buồn đó thôi. Hy vọng rằng cái câu chuyện này cũng được lan tỏa ở cộng đồng ha. Rồi hàng xóm, mọi người nghe được câu chuyện này cũng có thể hỗ trợ chia sẻ với cô chú tất cả mọi điều đó. Rồi mấy đứa nhỏ học hành sao con?
Bé lớn thì học lớp 7 ở trường Chánh Hưng ấy. Chánh Hưng kiểu chỗ Phạm Hùng ấy hả? Dạ. Bệnh ở ngoài thì là một phần thôi, nhưng mà quan trọng là cái tâm bệnh nữa. Ngầm cái tinh thần. Dạ, chị phải giữ cho mình lúc nào cũng vui vẻ. Là em lúc đầu á, có cái bệnh tới cái bệnh đó là giống như khóc hoài, khóc riết rồi cái anh chồng anh la. Anh nói giờ khóc cũng đâu có hết bệnh đâu. Cứ vui vẻ sống với mấy đứa nhỏ dạ, đi. Dạ đúng rồi. Chứ để mẹ xuống tinh thần là mẹ mau mất rồi bỏ đứa nhỏ không ai lo. Không, một giờ mỗi tuần là chạy thận 3 lần. Ừ. Giống như lát là đi rồi, 12 giờ là ở đây xong rồi đi luôn. Ừ, thôi vậy đi đi ha. Thôi cái câu chuyện cũng, dạ. Cảm ơn Quyền Linh, dạ. Cảm ơn lại tiền hình giúp đỡ cho anh dâu tôi, cầu có sức khỏe. Dạ. Mà cô vô đây thấy vui, thấy gặp Quyền Linh là cô vui rồi, với con là cô vui. Nào giờ 6 mấy năm mới gặp. Vậy hả? Thấy tiền hình không? Thấy vậy cô vui. Mà dạ. Mừng, miếng câu cô cầu xong sức khỏe được rồi. Khỏe là được cô ha. Cô mừng rồi được rồi. Anh Quyền Linh gửi cho một món quà nho nhỏ cho em ha. Dạ. Để có thể trang trải một chút xíu về cái chuyện mấy đứa nhỏ. Dạ. Quyền Linh gửi cho em 10 triệu. Dạ. Cảm ơn. Hy vọng rằng là cái món quà này nó sẽ giúp san sẻ một chút thôi. Mọi người cũng sẽ thấy câu chuyện này mà có thể chia sẻ thêm nữa. Dạ, tiếp lời của chú Linh luôn thì Lê Lộc ngày hôm nay cũng có một phần quà gửi tặng cho chị. Lê Lộc xin gửi 5 triệu. Tại vì tìm đâu xa những cái, đây là những cái người mà mình cần phải giúp hơn nữa. Hy vọng rằng một chút đó cũng là một cái động lực cho chị vững tinh thần, vui lên. Quan trọng là niềm vui. Hy vọng là chị vui thì chị sẽ kéo dài cái thời gian sống của mình bên gia đình mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn con Lê Lộc nha. Dạ. Con sẽ gặp rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi cũng cảm ơn Quyền Linh. Dạ. Giúp đỡ cho dâu cô cầu cho nó mạnh giỏi nè, cô mừng, cô cũng cảm ơn con ha. Dạ, khỏi cảm ơn. Khỏe đẹp hơn. Bây giờ chỉ có những cái ôm thật chặt để có thể động viên thêm cái tinh thần của hai mẹ con thôi nào. Ôm nhau thật chặt mỗi khi có thể nha. Cứ như thế. Có bao giờ chị nói là yêu thương với mẹ nhiều không? Có. Thương quá lắm, tại má lo. Bữa mà bệnh mà không nhớ tới ai là má khóc suốt ngày. Mà cũng không biết, tại vì cũng nghe người ta kể lại thôi. Giờ tại đâu nhớ đâu. Sao không thương được, khó 6 mấy tuổi mà còn đi bán dây chai lo cháu nội, cháu ngoại mà. Lâu lắm rồi, 6 mấy năm mới gặp Quyền Linh. Chú Quyền Linh mãi em già. Nhỏ. Chúng ta chỉ cầu mong có sức khỏe thôi. À, khỏe là được. Cô cũng cầu sức khỏe là được. Khỏe là hạnh phúc. Dạ, con xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu có phần quà gửi tặng cho cô và chị. Đây là cốt súp heo của thương hiệu Quốc Việt Food. Và còn đây là bánh của nhãn hàng Hura Deli ạ. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Rồi, mọi điều tốt đẹp nhất cô nha. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu được phát sóng vào lúc 17h40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại cùng ngày vào lúc 18h trên kênh YouTube MCV Media và ứng dụng NetLove. Qua đây cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Quốc Việt Food và bánh Hura Deli đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Lê Lộc và Quyền Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cô cảm ơn trẻ mãi không già. Lâu lắm coi tôi như tiền hờ không hả? Tiền lẻ này gì gì đó nè trai mày tiền này mua bộ đồ đẹp đọc nha, về mua bộ đồ đẹp nha, chưa học rồi, nói chung là chú không có đếm tiền tùm lum hết trơn. Dạ dạ. Thôi sếp thông cảm sếp là nhiều nha, chú cũng hơi lu bu chút xíu. Giỏi thằng trai. Rồi vậy nha cô nha, khỏe nha cô. Con không biết nói gì thôi, thật ra giờ con hết biết nói gì luôn rồi đó. Rồi khỏe nha em gái. Mong rằng em sẽ khỏe thiệt khỏe vậy thôi.